Chào mừng quý chị và các bạn đến với chương trình Thông Thả Học Tiếng Quảng Đông. Thì mình tên là Kiều Trang hay là Yuki cũng được. Hôm nay thì mình rất vui tiếp tục cùng quý chị và các bạn chia sẻ chủ đề tiếp theo số 230. Thì cái chủ đề hôm nay mình giới thiệu cho quý chị và các bạn 26 cái từ vựng và các câu nói tùy ý trời di còn túng quả. Thì chúng ta cũng đừng bỏ qua xem qua cho biết ha quý chị bạn. Chúng ta bắt đầu nè. Bây giờ đó, cái quần jean thì ai cũng biết rồi ha. Thì tiếng Quảng chúng ta nói như thế nào nè? Cái quần jean có ai biết không nè? Có nghĩa là ngầu chảy phu. Ngầu chảy phu là quần jean ha chị. Thì khi mà chúng ta đếm về số lượng hay là chúng ta muốn mô tả cái quần jean này, cái quần jean kia thì chúng ta cần phải có lượng từ đi chung với nó phải không nào? Thế thì cái lượng từ đi chung với cái quần jean là cái gì nè? Là thiệu ha bạn. À thí dụ như bây giờ một cái quần jean thì chúng ta sẽ nói là dách thiệu phu. Dách thiệu phu là một cái quần jean ha. À cái gì mà dài dài các bạn? Dài dài á thì là thiệu ha. Thí dụ như là con đường nè, con đường thì thiệu lù ha, là con đường ha. À cái mạng sống của chúng ta cũng là thiều luôn chị ạ. Thiều màng ha, thiều màng có nghĩa là mạng sống. Rồi. Bây giờ thí dụ như là hai cái quần jean thì chúng ta nói như thế nào? Hai cái quần jean khi mà chúng ta đếm về số lượng, hai cái quần jean sẽ là lợn thiều ngầu chảy phù, lợn thiều ngầu chảy phù. Chúng ta có nói được là gì thiều ngầu chảy phù không quý chị bạn? Chúng ta nói gì thiều ngầu chảy phu hay là lợn thiều ngầu chảy phu? Khi mà nói về hai cái quần jean thì lợn thiều ngầu chảy phu mới đúng thôi bạn. Mấy chị bạn cũng lưu ý ha. Rồi, bây giờ thí dụ như chúng ta muốn nói hôm nay tôi đã mua một cái quần jean mới thì chúng ta nói như thế nào? Hôm nay tôi đã mua một cái quần jean mới thì nói như thế này. Cắm dập ngọ mại chỏ dách thiều sánh ngầu chảy phu. Cắm dập ngọ mại chỏ dách thiều sánh ngầu chảy phu. Thì chúng ta cùng nhau giải thích là cắm dập là hôm nay rất là quen thuộc rồi ha. Ngọ mại chỏ, ngọ là tôi, mại là mua, mại chỏ có nghĩa là đã mua. Mua cái gì? À, dách thiều sánh ngầu chảy phu. Sánh có nghĩa là mới, ngầu chảy phu là quần jean. Dách thiều sánh ngầu chảy phu có nghĩa là một cái quần jean mới. Rồi chúng ta cùng nhau đọc lại. Cắm dập ngọ mại chỏ dách thiều sánh ngầu chảy phu. Cắm dập ngọ mại chỏ dách thiều sánh ngầu chảy phu có nghĩa là hôm nay tôi đã mua một cái quần jean mới. Rồi bây giờ quần jean là ngầu chảy phu ha. Lượng từ đi chung với nó là thiều ha. Dách thiều ngầu chảy phu là một cái quần jean. Rồi bây giờ tới áo jean. Áo jean thì sẽ là ngầu chảy xám. Ngầu chảy xám có nghĩa là áo jean ha các bạn. Thế thì cái lượng từ đi chung với lại áo jean thì sẽ là gì nè? Lượng từ đi chung với cái áo thì sẽ là kiền. Quý vị bạn lưu ý ha, lượng từ đi chung với những cái chiếc áo là kiền ha các bạn. Bây giờ một cái áo jean thì sẽ là dách kiền xám. Dách kiền xám, dách là một, kiền là cái. Ngầu chảy xám, ngầu chảy xám là áo. Những cái gì đi chung với chiếc áo, lượng từ của nó là kiền. Thấy không? Dách kiền, ngầu chảy xám, một cái áo jean. Rồi bây giờ hai cái áo jean thì sẽ là lợn kiền, ngầu chảy xám. Lợn kiền có nghĩa là hai cái, ngầu chảy xám là áo jean. Lợn kiền ngầu chảy xám có nghĩa là hai cái áo jean. Chúng ta muốn nói là hôm qua chị của tôi đã mua tặng cho tôi một cái áo jean thì chúng ta nói như thế nào? Nói như thế này hả quý chị bạn? Cầm dạch ngọ cá ché mại chỏ dách kiền ngầu chảy xám sung bỉ ngọ. Cầm dạch ngọ cá ché mại chỏ dách kiền ngầu chảy xám sung bỉ ngọ. Có nghĩa là hôm qua chị của tôi đã mua tặng cho tôi một chiếc áo jean. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau giải thích
khầm dạch. Khầm dạch có nghĩa là hôm qua. Ngọ cá ché có nghĩa là chị. Ngọ cá ché có nghĩa là chị của tôi. Như thế nào? Mại chỏ, mại là mua, mại chỏ là đã mua, mua cái gì? À, ngầu chảy xám mấy cái, dách kiền một cái, dách kiền ngầu chảy xám là một cái áo jean. Xung bỉ, xung là tặng, bỉ là cho. Xung bỉ là tặng cho. Tặng cho ai? Ngọ là tôi. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Khầm dạch, ngọ cá ché, mại chỏ dách kiền, ngầu chảy xám, xung bỉ ngọ. Khầm dạch, ngọ cá ché, mại chỏ dách kiền, ngầu chảy xám, xung bỉ ngọ. Có nghĩa là hôm qua chị của tôi đã mua tặng cho tôi một cái áo jean. Rồi, bây giờ từ vựng mới, bó hài. Bó hài có nghĩa là giày thể thao. Bó hài có nghĩa là giày thể thao. Thì bây giờ một đôi giày thể thao thì chúng ta nói như thế nào? Giày thì một đôi hết vậy. Thì một đôi giày thể thao thì sẽ là dắt tôi bó hài. Dắt tôi bó hài có nghĩa là một đôi giày thể thao. Dắt tôi có nghĩa là một đôi ha. Bó hài có nghĩa là giày thể thao. Bó hài lượng từ đi chung với nó là tôi hết vậy. Bởi vì nó một đôi mà ha. À, con mắt của mình cũng vậy. Dắt tôi ngạn ha. Dắt tôi ngạn là một đôi mắt. Rồi bây giờ chúng ta muốn nói tương tự một đôi giày da thì chúng ta nói như thế nào? Một đôi giày da thì sẽ là dắt tôi phì hài. Phì hài có nghĩa là giày da. Phì hài có nghĩa là giày da. Dắt tôi phì hài có nghĩa là một đôi giày da. Rồi tiếp tục, thí dụ như bây giờ chúng ta muốn nói đôi giày thể thao của tôi đã mang rất lâu rồi thì chúng ta nói như thế nào? Nói như thế này ha quý chị bạn. Ngọ tôi bó hài dĩ kính chợt trỏ hủ lòi. Ngọ tôi bó hài dĩ kính chợt trỏ hủ lòi có nghĩa là đôi giày thể thao của tôi đã mang rất lâu rồi. Chúng ta cùng nhau giải thích nè. Ngọ là tôi, bó hài có nghĩa là, bó hài có nghĩa là giày thể thao. Tôi là lượng từ đi chung với lại bó hài ha. Ngọ tôi bó hài có nghĩa là đôi giày thể thao của tôi như thế nào? Dị kính chợt trỏ có nghĩa là đã mang. Chợt trỏ có nghĩa là đã mang. Dị kính chợt trỏ có nghĩa là khẳng định là đã mang. Đã mang như thế nào? Hủ lòi. Hủ lòi thì có nghĩa là rất lâu. Hủ lòi có nghĩa là rất lâu ha chị. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Ngọ tôi bó hài dị kính chợt trỏ hủ lòi. Ngọ tôi bó hài dị kính chợt trỏ hủ lòi có nghĩa là đôi giày thể thao của tôi đã mang rất lâu rồi. Rồi tiếp tục, bây giờ là hồi nãy một đôi giày là dắt tôi hài ăn, bây giờ một chiếc giày thì chúng ta nói như thế nào? Một chiếc giày thì sẽ là dắt chạc hài có nghĩa là một chiếc giày hay bạn. Chạc hài có nghĩa là một chiếc giày hay bạn. Đứa trẻ của bạn đánh rơi một chiếc giày thì chúng ta nói như thế nào? Nói như thế này ha quý vị bạn. Lị kè xỉu phàn dậu tịt chỏ dắt chạc hài. Lị kè xỉu phàn dậu tịt chỏ dắt chạc hài. Chúng ta cùng nhau giải thích là lị có nghĩa là bạn, kè là của, xỉu phàn dậu. Xỉu phàn dậu có nghĩa là đứa trẻ. Ti chỏ có nghĩa là đã đánh rơi. Đã đánh rơi cái gì? Nhách chạc hài có nghĩa là một chiếc dài. Rồi chúng ta cùng nhau đọc lại. Lị kè xỉu phàn dậu ti chỏ nhách chạc hài. Lị kè xỉu phàn dậu ti chỏ nhách chạc hài có nghĩa là đứa trẻ của bạn đánh rơi một chiếc dài. Khi mà chúng ta thấy đứa trẻ đánh rơi một chiếc dài thì chúng ta nói cho những người mà đi chung với đứa trẻ ha, cha mẹ hay là cô bác gì dưỡng gì đó cũng được ha. Lị kè xỉu phàn dậu thì chỏ nhắc chạc hài. Rồi bây giờ thí dụ như chúng ta muốn nói hôm nay tôi không đủ tinh thần thì chúng ta nói như thế nào? Hôm nay tôi không đủ tinh thần, chúng ta nói như thế này. Cấm dập ngọm câu chính sành. Cấm dập ngọm câu chính sành có nghĩa là hôm nay tôi không đủ tinh thần. Chúng ta cùng nhau giải thích. Chính sành
chính sành có nghĩa là tinh thần, câu có nghĩa là đủ, câu có nghĩa là không đủ, ngọ câu có nghĩa là tôi không đủ. Cấm dạch là hôm nay. Rồi chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu. Cấm dạch ngọ câu chính sành, cấm dạch ngọ câu chính sành có nghĩa là hôm nay tôi không đủ tinh thần. Rồi tiếp tục, thí dụ như bây giờ chúng ta muốn nói là ở Hồng Kông ai ai ra đường cũng phải đeo khẩu trang thì chúng ta nói như thế nào? Ở Hồng Kông ai ai ra đường cũng đeo khẩu trang, chúng ta nói như thế này hiểu chưa bạn? Hãy hớn cổn co co chút cái tú nhiêu tai hảo chào. Hãy hớn cổn co co chút cái tú nhiêu tai hảo chào. Chúng ta cùng nhau giải thích. Hãy có nghĩa là ở hớn cổn, hãy hớn cổn có nghĩa là ở Hồng Kông, co co có nghĩa là ai ai ha, chút cái, chút cái, cái có nghĩa là đường ha, chút cái có nghĩa là ra đường, co co chút cái ai ai ra đường như thế nào, tú là cũng, nhiêu là phải, tai là mang, tai khẩu trang có nghĩa là mang khẩu trang. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Hãy hớn cổn co co chút cái tú nhiêu tai khẩu trang. Hãy hớn cổn co co chút cái tú nhiêu tai khẩu trang có nghĩa là ở Hồng Kông ai ra đường cũng phải đeo khẩu trang. Rồi bây giờ cái từ vựng mới này đó là bu dinh. Bu dinh có nghĩa là quả báo, bu dinh có nghĩa là quả báo hả bạn? Thế thì bây giờ chúng ta muốn nói là làm điều sai trái thì sẽ có quả báo, thì chúng ta nói như thế nào bằng tiếng Quảng Đông? Người Hồng Kông nói như thế này hả bạn? Chù hoài xì hay quỷ dậu bu dinh, chù hoài xì hay quỷ dậu bu dinh, chù hoài xì hay quỷ dậu bu dinh có nghĩa là làm điều sai trái thì sẽ có quả báo. Bu dinh có nghĩa là quả báo thế rằng. Chù hoài xì, chù có nghĩa là làm, hoài xì có là có nghĩa là những việc sai trái. Chù hoài xì có nghĩa là làm điều sai trái thì như thế nào? Hay quỷ dậu, hay có nghĩa là thì là quỷ là sẽ, dậu là có. Hay quỷ dậu có nghĩa là thì sẽ có cái gì mà có. Bu dinh, bu dinh có nghĩa là quả báo. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Chù hoài xì hay quỷ dậu bu dinh, chù hoài xì hay quỷ dậu bu dinh có nghĩa là làm điều sai trái thì sẽ có quả báo. Thì lực nhân quả là có thiệt hả quý vị? Và tiếp tục, thí dụ như bây giờ chúng ta muốn nói là tôi đã sớm hơn ra khỏi nhà, thì chúng ta sợ kẹt xe hay là chúng ta sợ một cái gì đó đi trễ thì chúng ta đã ra khỏi nhà sớm hơn bình thường, thì chúng ta nói như thế này. Ngọ thầy chủ trỏ chút muộn hậu, ngọ thầy chủ trỏ chút muộn hậu có nghĩa là tôi đã sớm hơn ra khỏi nhà. Chúng ta cùng nhau giải thích theo dạng. Ngọ có nghĩa là tôi, thầy chủ có nghĩa là sớm hơn, thầy chủ trỏ có nghĩa là đã sớm hơn như thế nào. Chút muộn hậu, chút muộn hậu có nghĩa là ra khỏi nhà ha. Chút muộn hậu, muộn hậu có nghĩa là cái cánh cửa. Chút có nghĩa là ra, chút muộn hậu có nghĩa là ra khỏi cánh cửa thì có nghĩa là ra khỏi nhà ha bạn. Chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu. Ngọ thầy chủ trỏ chút muộn hậu, ngọ thầy chủ trỏ chút muộn hậu có nghĩa là tôi đã sớm hơn ra khỏi nhà. Rồi từ vựng mới, chá tí, chá tí có nghĩa là xém chút hay là suýt tí. Thì cái từ vựng này cũng không phải mới nữa, cái bài vừa qua mình cũng có học rồi đó, cũng có tham khảo rồi đó. Chá tí, còn chá có xì giấm thôi chả, không đọc là xá, không đọc tá, không đọc thá, mà là chá, chá tí có nghĩa là suýt tí hay là xém chút. Mình thí dụ như thế này, hôm nay suýt tí ngủ quên, hôm nay suýt tí ngủ quên thì chúng ta nói như thế nào? Nói như thế này, cấm dạch chá tí chí sản, cấm dạch chá tí chí sản có nghĩa là hôm nay suýt tí ngủ quên. Cấm dạch có nghĩa là hôm nay hiểu chẳng. Chá tí có nghĩa là suýt tí, chí sản
Trí sản có nghĩa là ngủ quên ha. Trí sản có nghĩa là ngủ quên. Sản có nghĩa là thức giấc. Trí sản có nghĩa là không nhớ, để mà thức giấc thì là ngủ quên ha. Chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu. Cấm nhật tha tim trí sản. Cấm nhật tha tim trí sản có nghĩa là hôm nay suýt chút ngủ quên. Ngủ quên thì sẽ đi làm trễ ha nhỉ, hay là đi hẹn hò trễ ha. Rồi tiếp tục. Thí dụ như bây giờ chúng ta muốn nói là năm nay suýt tí thi rớt đại học, thì chúng ta nói như thế nào? Nói như thế này. Cấm niệm chá tí hảo mình tủ tài họ. Cấm niệm chá tí hảo mình tủ tài họ có nghĩa là năm nay suýt tí thi rớt đại học. Cấm niệm có nghĩa là năm nay, hiểu không? Cấm niệm có nghĩa là năm nay chá tí. Chá tí, chá tí có nghĩa là suýt tí. Như thế nào? Hảo mình tủ tài họ. Tài học có nghĩa là đại học ha. Hảo có nghĩa là thi. Hảo mình tủ có nghĩa là thi rớt. Hảo mình tủ có nghĩa là thi rớt ha. Chá tí hảo mình tủ có nghĩa là suýt tí thi rớt. Nghĩa là mình thi đậu hay thi rớt nha. Suýt tí thi rớt thì có nghĩa là mình thi đậu ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại. Cấm niệm chá tí hảo mình tủ tài học. Cấm niệm chá tí hảo mình tủ tài học có nghĩa là năm nay suýt tí thi rớt đại học. Rồi cái từ vựng thích có nghĩa là chúng gì hay là chúng gì, hai cái cách viết này thì cách viết nào trong văn nói cũng được thôi ạ. Chúng gì, hai cái chữ này đều là chúng gì ha, thì chúng ta muốn nói cái cách nào cũng được á, dùng trong văn nói ha. Còn khi mà chúng ta viết thì chúng ta có viết chúng gì, chúng ta viết là hỷ phún ha ạ. Khi mà viết thì sẽ là viết là hỷ phún trong văn viết ha. Còn văn nói thì chúng gì, hai cái chữ này đều được hết. Thì quý anh chị ở bạn cũng lưu ý ha. Thí dụ như bây giờ chúng ta muốn nói là tôi bình thường thích nghe nhạc tiếng Anh, thì chúng ta nói như thế nào? Tôi bình thường thích nghe nhạc tiếng Anh, chúng ta nói như thế này ha. Ngọ phèn dạch chúng gì tháng dính mảnh có. Ngọ phèn dạch chúng gì tháng dính mảnh có. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau giải thích. Ngọ là tôi, phèn dạch có nghĩa là những ngày bình thường ha nhỉ. Chúng gì có nghĩa là thích, tháng là nghe, tháng có nghĩa là nghe nhạc, tháng có nghĩa là nghe nhạc ha bạn. Thì nghe nhạc gì thì chúng ta thế vô dính mảnh là tiếng Anh ha. Dính mảnh có nghĩa là tiếng Anh, duyệt mảnh thì có nghĩa là tiếng Việt ha. Tháng duyệt mảnh có nghĩa là nghe nhạc tiếng Việt, còn ở đây bây giờ thì là tháng dính mảnh có là nghe nhạc tiếng Anh các bạn. Thì quý vị và bạn cũng lưu ý ha. Mấy em có thì chúng ta chỉ thế cái tên của cái quốc gia đó vô là được ha, tên của cái tiếng đó là được ha. Chúng ta cùng nhau đọc lại nè. Ngọ phèn dạch chúng gì tháng dính mảnh có. Ngọ phèn dạch chúng gì tháng dính mảnh có nghĩa là tôi bình thường thích nghe nhạc tiếng Anh. Rồi bây giờ tới từ vựng mới này. Sình say dằn. Sình say dằn có nghĩa là cả đời người. Sình say dằn có nghĩa là cả đời người. Bây giờ cái câu này là nghĩa là gì ha? Người ta nói cái câu này lị sình say dằn tú dách xì mù sình. Lị sình say dằn tú dách xì mù sình có nghĩa là người ta muốn nói cái gì ạ? Lị sình say dằn tú dách xì mù sình có nghĩa là người ta muốn nói cả đời của bạn đều không có việc gì nên thân, có nghĩa là không làm được cái gì thành công, không có làm được cái gì ra vẻ hết. Thì người ta rầy mình cái câu này lị sình say dằn tú dách xì mù sình. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau giải thích theo dạng. Lị có nghĩa là bạn ha. Sình say dằn có nghĩa là cả đời. Lị sình say dằn có nghĩa là cả đời của bạn. Thì như thế nào? Tú là cũng. Dách xì mù sình. Dách xì mù sình
có nghĩa là không có việc gì nên thân. Nhất sĩ mù sình, không có việc gì nên thân. Rồi chúng ta cùng nhau đọc lại. Lý sình xây dành tố nhất sĩ mù sình. Lý sình xây dành tố nhất sĩ mù sình. Có nghĩa là cả đời của bạn đều không có việc gì nên thân. Rồi thì đó là toàn bộ nội dung của bài chia sẻ hôm nay của mình. Thì mình hy vọng là qua bài chia sẻ này thì quý anh chị và các bạn cũng có khái niệm gì đó về lượng từ. Thí dụ như là một đôi giày chúng ta nói như thế nào, hay là hai chiếc áo thì chúng ta nói như thế nào, hay là một cái quần jean thì như thế nào ha. Cái lượng từ đi chung với nó là làm sao thì chúng ta cũng có một cái số khái niệm ha. Xong rồi những cái từ vựng mới như là tá tí, hay là quả báo, hay là giá xì mù sền, thì chúng ta cũng có những cái từ vựng mới, những cái vốn kiến thức mới để mà chúng ta nói tiếng Quảng Đông mỗi ngày hay bạn. Thì mình xin dừng ở đây ha. Và trong cái mùa dịch Covid-19 này á, mình luôn chúc cho anh chị và các bạn có nhiều sức khỏe ha, cố giữ gìn sức khỏe và cố lên về mọi mặt. Thôi chị bạn, xin hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở những kỳ chia sẻ tiếp theo ha. Bye bye.